Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lại hai dạng tài nguyên tại ở trong Photoshop, đó là Smart Object và Text. Chúng ta đã làm quen với hai dạng trước rồi, đó là các cái layer thông thường ở dạng điểm ảnh. Hôm trước thì chúng ta làm quen thêm một dạng nữa, đó là Sharp Layer. Thế còn hôm nay thì hai dạng tiếp theo là Smart Object và Text. Đầu tiên thì chúng ta nói về dạng Smart Object. Thế để tạo ra một cái tài liệu hay tài nguyên dạng Smart Object ở trong Photoshop thì chúng ta sẽ sử dụng hai cách. Một là chúng ta vào menu File. Trong menu File này chúng ta sử dụng lệnh Place, thì chúng ta sẽ đưa một cái tài liệu từ bên ngoài vào trong một tài liệu đang mở. Đấy, và nó sẽ có cái dạng gọi là Smart Object. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta lưu ý là nó có hai cái tùy chọn là Place Embed và Place Link, thì chúng ta cũng cần phải nắm được cái này một chút, thế nào là Place Embed và thế nào là Place Link. Bây giờ chúng ta xuất thử một cái tài liệu ra ngoài đi. Bây giờ tôi mở một cái tài liệu để chúng ta thử nghiệm một chút như thế này. Ví dụ tôi lấy một cái này. Bây giờ tôi lưu cái này ra, Save As. Tôi đặt tạm ra ngoài desktop nhé. Cái này tôi sẽ đặt là 01 này. Đưa ra ngoài desktop đây, cháu dễ tìm. Ok, bây giờ tôi xuất tiếp cái thứ hai, Save As. Tôi đặt tên là 02. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cái ảnh giống hệt nhau. Tên nội dung thì giống hệt nhau, nhưng mà tên tôi đặt khác nhau một tí. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem là khi mà tôi đưa một cái tài liệu vào thì nó như thế nào. Và trong menu File chúng ta chọn hai lệnh, một lệnh là Place Embed. Sau đó thì tôi sẽ chọn một cái và đưa vào đây. Ok, đây là cái tài liệu dạng Place Embed. Các bạn để ý này, khi mà chúng ta đưa tài liệu vào bằng lệnh File và Place Embed, thì khi mà chúng ta đưa nó vào, nó sẽ nằm ở trong cửa sổ layer. Và các bạn lưu ý rằng là cái layer thông thường, điểm ảnh thông thường thì ở đây nó trống, không có gì cả. Thế còn một cái layer mà được đưa vào bằng cái dạng là Place như thế, thì các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ. Đây là cái biểu tượng của Smart Object. Đấy. Bây giờ tôi lại làm tiếp thao tác File, Place Link. Bây giờ tôi chọn cái 02. Thì các bạn sẽ thấy là, để ý này, ở đây là biểu tượng Smart Object cũng thumbnail, nhưng mà nó có hai cái dạng rất là khác nhau. Đấy, một dạng là có hình cái xích và một dạng là có hình cái gì đấy ạ, hình hai cái hình vuông nhỏ nhỏ đang kết nối với nhau. Thế thì bây giờ chúng ta xem thử xem là hai cái này nó khác biệt nhau như thế nào nhé. Bây giờ tôi mở hai cái ảnh ra, một cái là 01, một cái là 02. Đấy, 01, một cái là 02. Bây giờ tôi sẽ lần lượt làm thao tác như sau. Ví dụ như là tôi sử dụng cái bút Color Replacement Tool này, tôi lấy một cái màu mới, sau đó thì tôi tô vào cho cái mỏ này. Ok, vậy là tôi có được cái gì nhỉ? Cái mỏ con vịt này là có màu tím đúng không? Bây giờ tôi đóng lại và tôi chấp nhận là lưu giữ những cái sự khác biệt của nó. Yes, xong. Bây giờ cũng làm thao tác như thế với cái con vịt này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là sau khi tôi làm xong, tôi cũng đóng lại
Nó hỏi có lưu không? Tôi yes. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái con nào là cái con mà nó sẽ bị thay đổi. Đây các bạn quan sát, ở đây là tôi có hai con vịt được nhập vào bằng lệnh place. Một con 02 thì là place link, còn con 01 là place dạng embed. Thì các bạn sẽ thấy rằng là con 01 này không có thay đổi gì cả, bất chấp là cái ảnh gốc vừa nãy là chúng ta đã sửa đổi và chúng ta đã lưu cái sửa đổi đó. Còn con 02 này thì ảnh gốc thay đổi như thế nào thì nó sẽ cập nhật cái sự thay đổi đó và nó hiển thị ngay ở trong cái tài liệu đang nhúng ở đây. Thế thì bây giờ chúng ta phân biệt là hai trường hợp này đều là đưa tài liệu ở bên ngoài vào trong một tài liệu đang mở và tạo ra một cái thứ gọi là Smart Object. Tuy nhiên là có sự phân biệt giữa hai cái tùy chọn lúc mà chúng ta đưa vào. Với cái tùy chọn embed thì tất cả mọi thông tin, tất cả mọi tham số của cái tài liệu gốc thì đều được cập nhật đầy đủ và đưa thật sự vào trong cái tài liệu đang mở này, thành một thành phần của tài liệu đang mở. Thế còn trường hợp chúng ta để là place link thì thực ra là nó chỉ đọc thông số và nó đưa hình ảnh hiển thị ở trong cái tài liệu đang mở này thôi, chứ còn tài liệu thật vẫn nằm bên ngoài. Do đó khi tài liệu thật thay đổi thì cái hình ảnh hiển thị ở đây nó cũng sẽ bị thay đổi theo. Bạn cứ hình dung là một người là bước thật vào trong căn phòng đấy, còn một người thì đứng ở ngoài cửa nhưng mà chúng ta nhìn thấy bóng của họ trong gương ấy. Đấy, trong căn phòng có một cái gương thì cái dạng linh ấy, thì nó sẽ giống như là chúng ta đang đứng ở cửa nhưng mà chúng ta soi bóng vào trong gương trong nhà, thấy có hình ở trong nhà nhưng mà thực ra đấy không phải. Đấy. Thế và người đứng ở ngoài này giơ chân hay giơ tay thì người ở trong cũng giơ chân giơ tay theo, ở trong cái gương giơ chân giơ tay theo. Đấy, nó dạng như thế, nhưng mà cả hai đều gọi là smart object, đều là dạng tài nguyên gọi là được bảo vệ. Thế bây giờ chúng ta mới xem là cái dạng được gọi là smart object này thì nó sẽ có cái đặc điểm như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói kỹ hơn thì bây giờ tôi nói tới cách thứ hai, đó là ngoài cái cách là vào menu file và sử dụng lệnh hai lệnh place embed hoặc là place link để đưa tài liệu từ bên ngoài vào trong một cái tài liệu đang mở để tạo ra một cái dạng đối tượng gọi là smart object, thì chúng ta còn có một cách thứ hai nữa, đó là biến đổi một cái layer hiện có ở trong cái tài liệu đang mở này thành dạng smart object. Cách làm thì chúng ta sẽ làm như sau: chuột phải vào trong cái layer mà chúng ta muốn biến đổi, sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh convert to smart object, biến đổi chuyển đổi từ layer ảnh thông thường với các điểm ảnh trở thành dạng smart object. Sau khi tôi nhấp lệnh như thế này thì các bạn cũng sẽ thấy là cái biểu tượng smart object này nó sẽ xuất hiện giống như là cái biểu tượng của cái 01 này, tức là cái dạng place embed. Thế thì bây giờ chúng ta đã có được cái dạng tài liệu smart object ở trong cái tài liệu đang mở này rồi. Thì bây giờ chúng ta mới xét thử xem là cái smart object này thì nó có cái điểm gì khác so với lại cái layer điểm ảnh, và tại sao nên có nó hơn cái gì so với cái điểm ảnh thông thường và nó kém cái gì so với điểm ảnh thông thường. Bây giờ chúng ta để làm cái việc này thì chúng ta sẽ làm một cái so sánh như sau. Bây giờ tôi lại duplicate một layer này lên. Do nó đã là smart object rồi cho nên cái duplicate nó cũng sẽ là smart object. Nhưng bây giờ tôi lại cần một cái layer điểm ảnh để tôi so sánh. Do đó tôi lại convert ngược trở lại, biến đổi ngược trở lại từ smart object ra thành điểm ảnh bằng cách là chuột phải vào đây và tôi sẽ chọn cái lệnh là rasterize layer. Khi tôi nhấn lệnh rasterize layer thì các bạn để ý cái biểu tượng góc này không còn nữa, nó quay trở lại là dạng điểm ảnh và thằng này thì vẫn là smart object. Bây giờ tôi sẽ làm một cái thao tác thử nghiệm như sau. Chúng
chúng ta sẽ để hai cái này song song với nhau như này. Và bây giờ tôi sẽ chọn cả hai layer, một layer là dạng Smart Object và một layer là điểm ảnh. Sau đó thì tôi nhấn Ctrl T, lệnh Free Transform, và bây giờ tôi bắt đầu co kéo nó, thay đổi kích thước cho nó. Tôi thu nó thật nhỏ lại. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát nào. Rất bé rồi phải không ạ? Bây giờ chúng ta có nhìn thấy cái gì nữa không ạ? Hầu như không nhìn thấy gì nữa ngoài mấy cái điểm ảnh rất nhỏ này. Ok, đây là kết quả sau khi chúng ta thu thật nhỏ. Bây giờ chúng ta lại làm một cái thao tác ngược lại. Tôi lại cầm Ctrl T. Lúc này tôi sẽ phóng lớn nó ra. Chúng ta làm lại một cái thao tác ngược lại. Các bạn thấy gì ở đây ạ? Cái đối tượng ở phía bên trái với cái biểu tượng là Smart Object thì khi thu nhỏ lại chúng ta không thấy cái gì nữa, cũng giống như là cái layer điểm ảnh thôi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta phóng ngược nó ra, đang từ cái vị trí rất là nhỏ như thế, chúng ta phóng trả nó về cái kích thước lớn, thì chúng ta thấy rằng là đối tượng Smart Object nó vẫn phục nguyên lại được cái trạng thái ban đầu, vẫn rất rõ ràng, vẫn rất là sắc nét. Tuy nhiên cái đối tượng dạng layer ảnh, nếu như mà chúng ta đã thu nhỏ lại và chúng ta lại phóng lớn nó ra, thì suy giảm chất lượng trầm trọng và chúng ta không còn nhận ra hình ảnh đó nữa. Lý do thì bây giờ chúng ta cùng giải thích một chút. Cái layer dạng điểm ảnh thì tất cả thông tin đều chứa ở trong các điểm ảnh mà nó có ở trong layer đó. Thế thì nó có những thông tin gì? Nó có hai thông tin, một là số lượng các pixel có mặt ở trên layer đó, hai là từng pixel một thì chứa màu gì. Khi mà chúng ta tiến hành thu nhỏ một layer lại thì do kích thước bé đi, số lượng layer nó sẽ bị loại bỏ bớt. Ok, vậy thì nó sẽ loại bỏ bớt đi pixel, thì số lượng pixel không phải là cái quan trọng, mà nó mất đi chính là mất cái thông tin màu chứa trong các pixel đó. Thế bây giờ khi mà vừa nãy chúng ta thu nhỏ lại đến mức độ tối thiểu, tức là chỉ còn 4 pixel trên màn hình, thì chúng ta đều nhìn thấy cái dạng đối tượng Smart Object hay là layer ảnh đều trông rất là tệ hại, trông chỉ còn có 4 đốm màu thôi. Và sau đó thì chúng ta kéo ngược nó ra. Lúc này thì cái layer điểm ảnh sẽ bắt đầu tính toán để bắt đầu tạo thêm các cái layer mới để tăng cái kích thước cho cái layer đó theo yêu cầu co kéo của chúng ta. Nhưng mà số lượng pixel sinh ra thì rất là đơn giản, nó có thể phát sinh ra bao nhiêu pixel cũng được, nhưng có một cái vấn đề rất trầm trọng là khi pixel sinh ra nhưng nó lại không biết lấy cái thông tin màu ở đâu để mà nó tô cho những cái pixel mới phát sinh đó. Và nó chỉ làm có một cách duy nhất là gì ạ? Những pixel còn lại có màu gì thì nó cứ nhân bản màu của các pixel đó để nó bù cho những cái pixel mới vừa mới tạo ra. Do đó các bạn nhìn thấy ở đây, từ một cái hình thằng người giống như là cái hình ở bên trái này, nhưng mà khi chúng ta làm cho nó minimum lại chỉ còn có hai cái pixel thôi, thông tin màu quá ít, nó cứ nhại đi nhại lại một cách đơn điệu, và cuối cùng chúng ta lúc căng ra thì chúng ta chỉ còn một cái hình chữ nhật xám như thế này, do nó không biết lấy đâu ra màu để nó tái tạo vào. Thế thì như vậy là chúng ta đã thấy cực kỳ rõ là cái sự khác biệt và cái sự ưu việt hơn kém nhau trong cái thao tác gọi là co và duỗi hình ảnh ở trong Photoshop khi mà làm việc với hai định dạng là layer điểm ảnh và Smart Object. Đây, Smart Object cực kỳ là sắc nét, kể cả bây giờ nếu thích tôi có thể phóng lớn còn hơn cả cái mức độ ban đầu. Các bạn thấy là cái thông tin ở trên cái dạng đối tượng Smart Object này nó vẫn nét căng ra. Thế bây giờ chúng ta mới lại tìm hiểu xem, vậy thì bản chất Smart Object là cái gì?
Smart Object thì chúng ta có thể hình dung nó là một cái hạng tài liệu được đóng gói hay là được bảo vệ. Các bạn bao giờ nghe nói tới cái chương trình đóng băng máy tính chưa ạ? Đấy. Thì bây giờ các bạn cứ hình dung tự tượng như thế. Một cái máy tính mà đã được cài cài chương trình đóng băng thì có nghĩa là mọi thông tin của nó được bảo vệ một cách chặt chẽ. Và bây giờ bạn có thể làm mọi thứ, truy cập mọi nơi, kể cả những cái website mà nó được đánh giá là kém an toàn, có thể rước virus về, bạn có thể là làm đủ mọi thứ. Cứ làm đi, kể cả rước một đống virus về cũng được. Nhưng mà đến khi mà tắt máy, đến ngày hôm sau thì theo cơ chế bảo vệ, nó sẽ ghi nhớ và nó khôi phục lại đúng như cái phiên làm việc ngày hôm trước. Đấy, không thêm không bớt một cái gì cả. Thế thì bây giờ chúng ta cứ hình dung là cái Smart Object là một cái dạng tài liệu như thế, có nghĩa là nó cũng được bảo vệ về thông tin. Nó có thể bị co nhỏ lại về mặt kích thước hay phóng lớn lên về mặt kích thước, nhưng trong cái dạng tài liệu đó nó vẫn luôn luôn ghi chú cái thông tin gốc của nó, có nghĩa là vốn cái này là dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, trong đó chứa bao nhiêu pixel và mỗi pixel có những màu như thế nào, thì thông tin đó nó không hề bị mất đi, nó được lưu giữ ngấm ngầm ở trong cái dạng tệp tin, dạng Smart Object đó. Và đến lúc mà chúng ta co hay kéo thì nó cứ tham chiếu với lại cái thông số đó để nó khôi phục lại hoặc là nó thêm bớt các thông tin cho nó phù hợp với lại cái kích thước mới. Do đó thì các bạn thấy rằng là tôi có thể thu nó nhỏ đến mức độ gần như không nhìn thấy gì, nhưng mà khi khôi phục lại một cái thì nó đối chiếu với thông tin gốc của nó phục hồi lại rất nhanh những cái hình ảnh. Thế thì như vậy là cái điểm ưu chúng ta đã thấy rất là rõ rồi, không có gì phải bàn cãi. Thế còn là điểm mà tạm gọi là điểm trừ của cái thằng này là gì? Đối với một layer dạng điểm ảnh, các bạn có thể làm bất cứ cái gì các bạn muốn, đúng không? Các bạn có thể vẽ vào, các bạn có thể là xóa đi, các bạn có thể là làm mọi thứ, đúng không? Nhưng cái dạng Smart Object này, do cái ưu của nó thì cũng dẫn tới đấy là cái nhược, nó được bảo vệ, coi như tôi không can thiệp được gì vào nó cả, chỉ có con với chuỗi thôi. Còn các công cụ khác, ví dụ như là tôi đưa bất kỳ công cụ gì vào thì các bạn hầu như là các bạn sẽ nhìn thấy là không làm việc được một cách trực tiếp vào nó. Đấy. Cái thằng này là sao? Cái thằng này là vì chưa thực hiện lệnh thôi, chứ còn đến thực hiện lệnh một cái là nó lại yêu cầu muốy làm như thế thì phải convert về dạng raster layer, tức là trở về điểm ảnh thì mới thực hiện được đó. Đấy. Rồi tất cả những công cụ khác, hầu như các bạn sẽ thấy rằng bất kỳ công cụ nào đưa vào cũng gặp phải cái biển cấm như thế này, có nghĩa là tôi không thao tác trực tiếp được với đối tượng này. Chúng ta có hình dung giữa hai cái dạng tranh, một dạng tranh là trần xì ra chỉ có cái ảnh nhờ với cái khung thôi đấy, còn một dạng tranh thì được lồng ở trong khung kính, nhìn thì cả hai đều nhìn được, nhưng mà ví dụ muốn vẽ thêm và muốn chỉnh sửa một tí màu mè chỗ nào đó thì cái thằng không có khung thì các bạn thích thì các bạn thò bút và các bạn vẽ thêm, các bạn chỉnh sửa. Những thằng có khung thì vấp phải cái kính rồi, cho nên các bạn không thể nào sửa được vào nó. Đây đấy chính là cái dạng Smart Object. Đấy, ưu điểm tuyệt đối đó là không bị suy giảm chất lượng, không lo bị suy giảm chất lượng, nhưng mà cái nhược điểm của nó là khó can thiệp. Ở đây tôi dùng từ khó chứ không phải không nhé. Còn bây giờ chúng ta mới xem xét tiếp là vậy thì bây giờ tôi muốn can thiệp vào thì tôi sẽ làm như thế nào. Đây, để can thiệp vào thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta chuột phải vào đây và chúng ta chọn cái lệnh là rasterize layer thì nó sẽ biến đổi ngược trở lại từ cái đối tượng dạng Smart Object ra thành điểm ảnh. Thì lúc đấy các bạn muốn làm rời làm bể thì các bạn làm. Tuy nhiên như thế thì nó lại mất đi cái ưu thế về cái bảo vệ thông tin. Cho nên là chúng ta sẽ có một cách khác như thế này. Chúng ta sẽ có một cái lệnh gọi là lệnh Edit Content. Lệnh Edit Content này khi mà chúng ta thực hiện thì các bạn cứ hình dung giống như là chúng ta lôi cái tranh ra khỏi cái khung bảo vệ của nó, vẽ thêm vào đấy, để trong khung thì chắc chắn là chúng ta không can thiệp được, nhưng mà không có nghĩa là không cách, đúng không?
tôi lôi nó ra khỏi khung thì chắc chắn là tôi vẽ thêm vào được. Ở đây, đây chính là cách lôi nó ra. Thì các bạn thấy rằng là cái đối tượng này được lôi ra ngoài bằng cách là tạo ra một cái tệp mới, một cái tệp tài liệu mới. Đấy. Và ví dụ như là bây giờ tôi làm thêm một cái gì đó vào đây. Đó. Ví dụ như là tôi làm thêm một cái gì đó. Ví dụ như này. Ok. Vẽ thêm cái dâu chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ đóng cái tài liệu này lại. Nó sẽ hỏi tôi là có lưu giữ những cái sự thay đổi này hay không. Tùy vào câu trả lời của chúng ta, nếu no thì nó lại được nhét vào khung vẫn y xì như cũ. Còn nếu mà tôi yes thì các bạn sẽ thấy là cái đối tượng này của tôi nó cũng sẽ được cập nhật những cái gì mà tôi sửa đổi. Đấy. Thì đây là cái cách để mà chỉnh sửa. Như thế là không phải là không có cách sửa, nhưng mà nó phức tạp hơn, nó yêu cầu xác nhận rất là nhiều để đảm bảo là gì ạ, cái tính nguyên bản của cái tài liệu ít bị đụng chạm đến nhất, nhưng khi cần thì có thể chỉnh sửa, nhưng mà luôn luôn là chỉnh sửa trong một cái vòng kiểm soát, chứ không phải là một cái sự vô tình, sự nhầm lẫn. Tại vì để đạt được cái điều này, chúng ta phải tự tay làm cái thao tác là lôi nó ra khỏi cái vỏ bảo vệ. Kể cả chỉnh sửa xong rồi, nó vẫn phải hỏi đi hỏi lại rất là kỹ rằng là có xác nhận là thay đổi thông tin hay không. Đấy. Và thực hiện từng đấy bước thì không có lý do gì để mà cho rằng là chúng ta làm nhầm hay sửa nhầm cả. Đấy. Một khi xác nhận qua từng đấy bước, như vậy là nó đảm bảo rằng là luôn luôn giữ được tối ưu cái thông tin của cái tài liệu để cho chúng ta không có cái chuyện nhầm lẫn. Thế thì đấy là cái thao tác mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái ưu điểm rất là lớn của Smart Object. Các bạn cứ tưởng tượng như là bây giờ một cái thiết kế của chúng ta, hay chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đó, rất khó để có cái chuyện là làm một lần mà xong ngay. Thường thường là tôi ghép một cái đối tượng này, tôi xếp một cái đối tượng kia vào trong một cái bản thiết kế hay một cái bức ảnh để chỉnh sửa. Thì có nó lớn lên hay là thu nó nhỏ lại, rồi đặt sang trái, đặt sang phải, đặt lên trên, đặt xuống dưới để tìm một cái vị trí phù hợp với nó ở trong cái bản thiết kế, không phải là cái chuyện đơn giản, phải thử đi thử lại rất nhiều thì mới tìm được cái chỗ sắp xếp hợp lý. Rồi thì nó to bao nhiêu, nó nhỏ bao nhiêu, những cái đó thì chúng ta phải ướm đi ướm lại rất nhiều lần thì mới tìm ra được cái vị trí và kích thước tối ưu cho nó. Thế nhưng mà nếu chúng ta làm việc bằng cái đối tượng dạng layer, cứ co lên, co xuống rồi lại phóng lên vài lần, thì chắc chắn là cái ảnh của chúng ta nó sẽ bị suy giảm rất là nhiều về mặt chất lượng. Thế nhưng Smart Object thì nó giúp cho chúng ta thoải mái đi, thích thử nghiệm thế nào thì thử nghiệm, phóng to thu nhỏ, sắp lên đặt xuống, vô tư, không bao giờ chúng ta lo cái chuyện là nó bị suy giảm chất lượng vì những cái thao tác mà chúng ta đã làm đó. Thế thì đấy chính là cái đặc điểm và cái mà thế mạnh của dạng Smart Object, giúp cho chúng ta có thể là làm việc rất là dễ với lại các cái bản thiết kế của mình mà không lo trong cái quá trình làm việc đấy nó bị suy giảm chất lượng. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có một vài cái nữa mà chúng ta có thể là chúng ta có thể là xử lý thêm như thế này. Đây, chúng ta có một số các cái tùy chọn mà liên quan tới Smart Object. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là Convert to Smart Object là vừa nãy là chúng ta làm việc với một layer điểm ảnh, chúng ta convert nó sang thành Smart Object nha. New Smart Object via copy thì là nó sẽ nhân bản chính một cái Smart Object theo cái dạng copy. Đấy. Edit Content thì vừa nãy chúng ta vừa mới giải thích rồi, đó là lôi nó ra khỏi cái vỏ bọc để mà chỉnh sửa. Relink to File, cái này là cho phép là link lại với lại cái một cái file nào đó. Đó. Hay là Replace Content thì có nghĩa là chúng ta sẽ lấy một cái tài liệu từ phía ngoài để chúng ta đưa vào đây. Ví dụ đây, Replace Content, đây tôi chọn một cái khác đi. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là cái con vịt, bây giờ tôi bật lại cái này nhá.
cái con vịt mà mỏ tím này là cái con vịt mà đã bị thay đổi, đã bị chỉnh sửa, đúng không? Bây giờ tôi không thích cái này nữa và tôi muốn thay nó lại đi, tôi sẽ làm như sau. Đây, replace content. Tôi sẽ lấy một cái ảnh khác mà cái ảnh này thì chưa bị đổi cái mỏ tím để tôi thay thế lại. Ví dụ thế. Thì các bạn thấy rằng là tôi thay thế được bằng một nội dung khác. Thực ra thì ở đây không có cái gì phải thấy khó hiểu cả. Nếu như chúng ta nghĩ nó theo một cách rất là đơn giản là có một cái khung và có một cái tranh. Đấy, và bây giờ tôi rút cái tranh ở trong khung đó ra, tôi thay bằng một cái tranh khác vào. Thì kể cả bất kể nội dung bên trong là cái gì thì vẫn tồn tại cái khung để bảo vệ cái chất lượng cho cái tranh được nhét vào trong đó. Đấy, thì bây giờ tôi vừa mới rút cái tranh mà đã bị tô tím cái mỏ ra ngoài và tôi thay lại bằng một cái tranh giống cái gốc hơn, có nghĩa là nó vẫn còn đỏ chứ không phải là bị tím cái mỏ. Đấy, ví dụ như thế. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta thay thế nội dung. Thế còn trong trường hợp mà ví dụ như là các bạn thấy là cái link nhá, cái link là cái mà nó sẽ chịu ảnh hưởng của cái file gốc ở bên ngoài, và do đó nó có một cái sự nguy hiểm là nếu mà tôi không quản lý tốt cái file gốc ở ngoài, file gốc có thể bị thay đổi. Đấy. Và lúc đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nội dung ở bên trong này. Thế thì bây giờ chúng ta còn có thêm một cái lệnh nữa, đó là lệnh gì đây ạ? Embed link. Đấy, có nghĩa là từ cái dạng mà smart object được tạo ra bởi link, thì bây giờ tôi thấy nó nguy hiểm quá. Tại vì nếu như mà cái ở bên ngoài nó bị thay đổi một cái thì nó sẽ tác động tới cái file đang hiển thị ở trong này của tôi. Do đó thì tôi mà thôi cắt đứt cái đường liên hệ của nó ở bên ngoài đi để đảm bảo rằng là nó hoàn toàn là không bị can thiệp từ cái file gốc nữa. Thì chúng ta có thể là chọn cái lệnh embed link. Thì lúc này thì chúng ta sẽ lại có cái trạng thái là nó được nhúng hoàn toàn vào, và lúc đấy cắt đứt mọi liên hệ với file gốc ở bên ngoài. Kệ file gốc có bị xóa đi hay là file gốc có bị tô màu vào, file gốc có bị đổi tên hay bất cứ một cái gì thì không liên quan đến nó nữa. Nó bảo toàn hoàn toàn cái thông tin bằng cách là nhúng hẳn vào trong cái tài liệu đang mở này. Thế nhưng mà cũng có những lúc nếu cần thì chúng ta vẫn có thể là xử lý lại, đó là gì đấy ạ? Relink. Đấy, tôi lại có thể chỉ định lại là relink đến cái nào. Đấy, thì lúc đấy nó lại nhận lại cái trạng thái là link ra ngoài và lại nhận tất cả những cái gì thay đổi nếu như mà cái file gốc nó thay đổi, thì nó rất là linh hoạt. Thế và chúng ta còn có thêm một cái tùy chọn nữa ở đây, đó là cái lệnh gọi là quick export. Hoặc là export content. Đấy, tùy vào cái trạng thái của chúng ta là một cái tài liệu link hay là cái tài liệu embed thì nó cũng sẽ hơi khác nhau một tí. Đối với một cái tài liệu embed, đây này, embed nhá, thì chuột phải vào đây thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là export content. Thế còn nếu mà chúng ta chọn vào cái link thì chúng ta sẽ có những cái khác là export, là chúng ta lại phải dùng ở bên trên này. Đấy, tại vì thực ra là tài liệu gốc nó nằm bên ngoài rồi, cho nên nói cái chuyện là export thì nó hơi buồn cười. Đấy, nhưng mà đối với cái thằng mà đã nhúng vào trong thì nó sẽ có một cái lệnh là export content. Tại sao lại đề cập tới export content? Tại vì là khi mà tôi có một cái tài liệu nào đó mà tôi muốn sử dụng một phần thông tin ở trong cái tài liệu này. Ví dụ tài liệu này tôi có rất là nhiều cái, đúng không? Con vịt mỏ đỏ, con vịt mỏ tím, cái ông đang nhảy này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi muốn lấy ra một thứ để tôi sử dụng thì thường là tôi sẽ phải làm bằng cách là vào email này, vào lệnh duplicate này. Sau khi duplicate xong thì tôi mới có một cái tài liệu mới, đúng không? Sau khi có tài liệu mới rồi, tôi muốn giữ lại một cái tài liệu duy nhất thì tôi phải bỏ cái thằng này, tôi phải bỏ cái thằng này, thì cuối cùng tôi mới có cái đối tượng mà tôi cần, đúng không?
tức là xóa bớt tất cả những cái layer không cần thiết đi. Như vậy là chúng ta phải làm đến hai thao tác, một là duplicate để nhân bản ra thành một tài liệu mới, thứ hai là chúng ta phải hoặc là save as nó ra thành tài liệu mới, sau đó chúng ta phải xóa bỏ hết tất cả các layer không cần thiết đi. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng là không việc gì phải làm thế cả, tại vì tôi chỉ cần là gì đấy ạ, chuột phải vào đây và tôi chọn lệnh quick export đó, hoặc là export as đấy và chọn một cái định dạng. Thế còn nếu mà cái dạng mà embed rồi thì chúng ta sẽ có cái lệnh là export content. Lúc này chúng ta sẽ muốn xuất nó ra thành cái gì thì xuất đi đó. Thế và bây giờ chúng ta xem nó có cái dạng gì nhá. Đây này. Đấy, chúng ta sẽ có cái dạng tài liệu xuất ra. Yêu cầu nó xuất cái gì thì nó xuất đúng cái đấy. Nó ra thành một tài liệu độc lập luôn. Đấy, rất là thoải mái. Thích xuất một layer bất kỳ dạng Smart Object thì cứ chọn cái đó, xuất ra ngoài nó thành một tài liệu riêng luôn. Không cần phải làm thêm các thao tác là xóa bớt những cái layer không cần thiết đi nữa, tại vì là nó chỉ xuất đúng cái layer dạng Smart Object mà chúng ta đang chọn thôi. Đấy, thì nó rất là nhanh. Thế và đấy là cái điểm mạnh điểm yếu của cái Smart Object mà chúng ta vừa mới trình bày, tức là bảo vệ tài nguyên đấy. Và khi mà chúng ta chỉnh sửa thì tuyệt đối không bao giờ có cái chuyện là chúng ta chỉnh sửa sai, chỉnh sửa nhầm. Thế bây giờ chúng ta xem thêm, giới thiệu nhanh thêm một cái nữa, đó là về song này, chúng ta nói thêm một cái nữa là về filter, là về về bộ lọc. Đấy, thì các bạn sẽ biết là một cái layer, đây bây giờ tôi lại xử lý nó như thế này, chúng ta thử nghiệm luôn một cái như thế này nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem. Tôi có hai cái layer, một cái layer là dạng điểm ảnh và một cái layer là Smart Object. Bây giờ tôi sẽ cùng thực hiện một cái lệnh giống nhau ở trong filter bộ lọc để tạo ra hiệu ứng. Chẳng hạn như là tôi sử dụng một cái bộ lọc chẳng hạn như là Crystallis này, ví dụ này. Ok, đây là kết quả. Tôi biến một cái bức ảnh bình thường thành ra một cái bức ảnh theo kiểu ghép rất là nhiều các cái mảnh hình con, mảnh hình theo hình học. Thế bây giờ chúng ta xem thử cũng vẫn cái như thế. Nếu bây giờ tôi làm việc với lại Smart Object thì như thế nào? Ok, về mặt nguyên tắc thì hai thằng được làm rất giống nhau. Tuy nhiên là điểm khác biệt nó nằm ở cái chỗ là một Smart Object thì nó sẽ không bị tác động trực tiếp thật sự. Một bộ lọc nó hoạt động bao giờ nó cũng làm dịch chuyển, can thiệp vào các pixel ảnh và nó tạo để tạo ra hiệu ứng. Tuy nhiên là việc đấy nó cũng rất là nguy hiểm. Vì sao? Nó can thiệp quá mạnh, can thiệp quá sâu vào cái điểm ảnh. Và một điều thứ hai nữa là sử dụng bộ lọc thì không có giới hạn là tôi sử dụng mấy bộ lọc, làm mấy lần. Và nếu mà càng làm nhiều lần, càng dùng nhiều bộ lọc thì cái sự can thiệp vào các điểm ảnh nó càng lớn và nó làm cho cái ảnh gốc nó thay đổi đi càng nhiều. Tất nhiên nếu mà hiệu quả tốt thì không nói làm gì, nhưng ví dụ chưa được ổn lắm thì cái việc sửa đổi rất là khó. Cái điểm thứ hai nữa là tôi cũng không thể nào biết được là một cái ảnh được sử dụng bao nhiêu bộ lọc và làm như thế nào nếu như tôi chỉ là người nhận file. Đấy. Thế nhưng mà đối với cái dạng Smart Object chẳng hạn thì do cái bản chất gốc của nó là gì đây, không cho can thiệp vào các điểm ảnh, đúng không? Cho nên thực sự ra là nó khi áp dụng bộ lọc thì nó không hề can thiệp thật vào, mà nó chỉ tạo nên một cái lớp điều khiển ảo ở phía bên trên để mô phỏng cái sự thay đổi đó thôi. Do đó thì các bạn sẽ thấy là
nó vẫn giữ nguyên được cái, nó vẫn giữ nguyên được cái trạng thái gốc của nó như thế này. Tôi chỉ cần tắt hay bật cái này là các bạn sẽ thấy cái ảnh gốc đấy. Và điểm quan trọng là ví dụ như là làm việc với khách hàng, chúng ta thôi không nói làm gì, chúng ta tự làm, chúng ta tự học, chúng ta tự nghiên cứu vô tư, nhưng mà làm với khách hàng thì nó sẽ rất mệt, là cái đoạn là tôi trông cái này tôi hài lòng rồi nhưng đến lúc khách hàng bảo chưa được, cần phải thêm một tí hay bớt một tí. Cái trạng thái thêm một tí bớt một tí nếu mà chúng ta làm việc ở trên PCL này không làm được, trừ phi là đang ngồi làm cùng khách hàng đấy, sửa đổi ngay lập tức thì không sao. Nhưng mà nếu mà tôi làm ở đấy một mình, xong hôm sau khách hàng mới đến xem sản phẩm, thì mọi chuyện nó đã, gạo nó thành cơm rồi, nó đã thay đổi rồi, và chúng ta đã lưu hết lại vào trong máy rồi, thì nó sẽ rất khó. Nhưng mà đối với thằng Smart Object thì chúng ta có thể can thiệp được, vì chúng ta can thiệp lên trên cái lớp điều khiển này của nó. Đây, đây là cái bộ lọc được đính kèm, và bây giờ tôi chỉ việc là nhấp đúp vào trong cái tên của bộ lọc đó, sau đó thì tôi ra giảm tham số. À, người ta bảo rằng là cái nét này thô quá, cho cái này nhỏ xuống. Ok, tôi làm một chút thì tôi lại điều chỉnh được. Có nghĩa là linh hoạt trong việc áp dụng các bộ lọc, và nếu mà trong mọi trường hợp tệ nhất là không ưng ý thì tôi có thể là gì đấy, bỏ cái Smart Object này đi và tôi lại khôi phục về nguyên trạng của cái tài nguyên lúc đầu. Thì cái đấy là một cái mà cực kỳ là quan trọng, nó giúp cho chúng ta là không bị mất nhiều thời giờ, không bị lo về sự thay đổi của cái tài liệu gốc. Đấy. Thì như vậy là hôm nay chúng ta đã làm quen thêm được một cái dạng tài liệu rất là quan trọng. Thực ra cái dạng này là một cái dạng mới. Mãi tới, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì mãi tới phiên bản Photoshop CS2 thì mới bắt đầu xuất hiện cái dạng đối tượng Smart Object này. Còn từ CS1 đổ về trước là không có nó. Chúng ta chỉ có gì đấy, điểm ảnh là một này, Sharp Layer là hai, và Text là ba. Đấy là ba thứ mà, ba dạng đối tượng chính có thể xuất hiện ở trong cái cửa sổ Layer. Đấy. Thế còn Smart Object là mãi tới tận phiên bản CS2 thì lúc đấy chúng ta mới thấy nó xuất hiện, và nó chứng tỏ được những cái ưu việt riêng của nó, và chúng ta nên biết tận dụng nó khi mà chúng ta làm việc, nếu các trường hợp mà phải thử nghiệm nhiều đó, phải thử nghiệm nhiều, phải co duỗi liên tục để tìm một cái kích thước hợp lý cho cái đối tượng ở trong bản thiết kế, thì tốt nhất là các bạn nên làm cái thao tác là convert nó sang Smart Object cho tôi. Đấy, thì từ đó các bạn có thể thử nghiệm thoải mái, ưng ý hay không ưng ý thì các bạn cũng không sợ là bị hỏng cái tài liệu gốc của mình. Mà to lên là nó không lên theo. Đúng rồi,